Hôm nay là ngày chúng tôi trở về thăm mái trường xưa, trường Trung học cơ sở Phụng Châu, nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt 4 năm học. Thời gian ấy là thời gian hồn nhiên nhất và đã để lại cho chúng tôi rất nhiều những kỷ niệm. Bên trang sách, phấn trắng, bạc đen dường như đã làm cho chúng tôi nhớ lại một thời nghịch ngợm của mình và những khoảnh khắc buồn cười đến khó tả. Phụng Châu 50 năm thành lập, bây giờ thì trường đã thay đổi nhiều lắm. Khang trang, sạch đẹp và quan trọng, có thêm tháp bút nghiên mực, đó là biểu tượng trí tuệ. Chúng tôi tin rằng mái trường này sẽ mãi phát triển và phát triển hơn nữa. Đương nhiên, những cựu học sinh như chúng tôi sẽ luôn là những người tự hào về mái trường mà nói rằng tôi là học sinh của trường Trung học cơ sở Phụng Châu. Trường năm nào giờ đây đã được đổi thay, nhớ thầy cô nhớ mái trường ấy, bạn bè tôi nhớ lớp học này, là nỗi nhớ chôn sâu ở chốn này. Ước chi có thể thời gian trở về ngày đầu tiên, vẫn còn mơ ngỡ thật hồn nhiên, gặp thầy cô giáo mà bạn hiền, những giây phút vui buồn mãi không quên. Ôi thời gian ấy thật đẹp biệt mấy, sẽ giữ lại khoảnh khắc nơi ngôi trường này. Trở về trường ấy biết bao kỷ niệm còn mãi trong tim của bao học sinh. Nơi này để lại một thời để nhớ, xin ghi vào bút nghiên mực. Phụng Châu nhớ những ngày đầu tiên, nhớ lời dạy dỗ của thầy cô, bạn bè những lúc bên cạnh nhau, là nỗi nhớ giữa bạn và tôi. Ước chi có thể thời gian trở về ngày đầu tiên, vẫn còn bơ ngỡ thật hồn nhiên, gặp thầy cô giáo bao bạn hiền, những giây phút vui buồn mãi không quên. Ôi thời gian ấy thật đẹp biệt mấy, sẽ giữ lại khoảnh khắc nơi ngôi trường này. Trở về trường ấy biết bao kỷ niệm còn mãi trong tim của bao học sinh. Nơi này để lại một thời để nhớ, xin ghi vào tim. Đẹp biệt mấy, sẽ giữ lại khoảnh khắc nơi ngôi trường này. Trở về trường ấy biết bao kỷ niệm còn mãi trong tim của bao.